Chuyển sang vấn đề đang được quan tâm ở đồng bằng sông Cửu Long. Được dự báo là tình hình hạn mặn năm nay có khả năng sẽ diễn biến phức tạp. Bà con nông dân ở Long An, mà cụ thể như là khu vườn này ở tại nơi mà chịu ảnh hưởng của hạn mặn, đã lên phương án để mà trữ nước ngọt, ngăn mặn nhằm phục vụ công tác tưới tiêu sản xuất. Đây là hệ thống trữ nước cho hơn 1 hectare chanh của ông Lan ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Thời điểm này, độ mặn chưa cao, nhà vườn đang bơm nước trực tiếp từ kênh để tưới chanh. Đến khi vào giai đoạn cao điểm của hạn mặn, ông Lan sẽ chủ động bơm nước vào các rãnh đất để trữ lại, phục vụ tưới tiêu được 4 lần, đủ thời gian kéo dài qua hết thời điểm xâm nhập mặn. Gieo mưa sâu xuống để giữ nước được nhiều, xả nước từ ngoài sông vô, rồi bắt đầu giữ nước đậy nắp ở trong rồi giữ lại luôn. Cũng như cho nó giữ nguồn chết một mực không cho ra. Những ngày qua, nông dân địa phương cũng đã đóng góp trên 100 triệu đồng để đặt các nắp bọng tại 3 con kênh dẫn nước từ sông Dàm Cỏ Đông. Bà con sẽ chủ động đóng nắp bọng để ngăn mặn chảy vào các kênh nội đồng. Nếu mà nhà nước hỗ trợ đặt cái cống dàm thị lái này á, là nó sẽ đảm bảo luôn ba cái ngọn ở trong, là cái ngọn ở trong là vừa là chống lũ mà vừa rồi á, là chống cái triều cường, vừa là ngăn mặn. Lương Hòa là một trong những vùng chuyên canh chanh lớn của huyện Bến Lức với trên 1.000 hecta. Do đó, công tác phòng chống hạn mặn luôn được địa phương quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, các giải pháp trên chỉ mang tính tình thế. Do đó, về lâu dài, địa phương rất cần sự hỗ trợ từ chính quyền và ngành nông nghiệp trong việc đầu tư công trình thủy lợi kết hợp với giao thông nông thôn. Còn với bà con nông dân, thường xuyên theo dõi diễn biến hạn mặn được xem là giải pháp quan trọng nhất trong lúc này. Và trong phần tiếp theo này thì chúng tôi mời quý khán giả cùng đến với cụm thông tin ghi nhận những vấn đề liên quan đến thiên tai vừa xảy ra ở một số địa phương. Triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã làm sạt lở một đoạn đê giáp ranh giữa hai tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Đoạn sạt lở kéo dài 30 mét và lở sâu vào chân đê Biển Đông nên có nguy cơ vỡ đê rất lớn. Người dân cho biết đoạn đê này có dấu hiệu sạt lở từ trước. Từ hôm qua đến nay, triều cường kết hợp với gió lớn tạo sóng đánh thẳng vào đê gây sạt lở sâu hơn. Hiện đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa khô, mực nước trên các con sông đang xuống thấp. Nhưng sáng nay, người dân thành phố Cần Thơ khá bất ngờ khi một số tuyến đường bị ngập do triều cường. Ngập sâu nhất là đường Cách Mạng tháng 8. Từ 5 giờ, nước sông theo các miệng cống bắt đầu tràn lên. Chỉ khoảng 30 phút, một số đoạn đã ngập quá nửa bánh xe máy. Sáng nay, mực nước sông cao nhất đo được là 1,87m. Từ ngày mai, đỉnh triều xuống chậm và thấp dần. Trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, triều cường cũng dâng cao, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Tại Bình Thuận, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam. Khi rạp bị cuốn lên không trung thì dính một trụ điện, gây xẹt tia lửa rồi đổ ập xuống khiến người dân hoảng loạn tháo chạy. Các thanh sắt của rạp cưới quật từ trên cao xuống khiến 7 người bị thương.